hướng dẫn intro để cho em khóc. Gặp lại mọi người hôm nay thì Hogan sẽ hướng dẫn cho mọi người đánh intro để cho em khóc điệu remix tempo 140 hoặc là disco tempo 140. Nam là hát trên giọng rê thứ, nữ là hát trên giọng la thứ nha. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người đàn luôn, rất là đơn giản. Rồi đi vào bài hướng dẫn thì sẽ hướng dẫn trên giọng la thứ và mọi người sẽ sử dụng voice là Saku nha. Tiếng sáo Saku của Nhật Bản. Còn nếu như ai không có thì chúng ta có thể tìm trong bộ flute hoặc là lấy tiếng sáo thường chúng ta đánh cũng được nha. Đây, la 2 3 4 1 nghỉ, mi re do si 2 3 4 1 nghỉ, mi do si la 2 3 4 son 2 3 4 mi 2 3 4 1 nghỉ, re do la 2 3 4 1 lặng, mi re do si 2 3 4 1 lặng, son do si la 2 3 4 si 2 3 4 la 2 3 4 1. Hai là chúng ta feel là vô cái đoạn chỉ là anh muốn, rất là đơn giản nha. Và chúng ta sử dụng những hợp âm rất đơn giản thôi, la thứ nè, mi thứ, fa major 7 thì chúng ta sẽ bấm là fa la đô mi đó, còn son 7 thì bấm là son si re fa, đô trưởng thì son đô mi, la thứ thì là đô mi, rất là đơn giản luôn nha. Như vậy là thì đã hướng dẫn xong cho mọi người intro, bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người đệm nha.